tranh đấu giải rồi, điện ảnh rồi. Sao anh bảo vệ bên trường cũng khó tính. Không sao. Con mình học 4 năm mà mình không có cảm tình với ông Quyến nào chứ. Không sao, không sao, quen. Rồi, chúng ta mới mới điện rồi. Thì mà anh đó anh hơi khó chút nhưng mà không đấy. Bữa nay có điện ảnh rồi. Nói bây giờ hay là em tới em lấy chìa khóa cho anh, nói là ngày mai có tủ văn á, ra làm việc cổng á, em cứ vô. À, 10 giờ nói nếu không có em chạy ra anh lấy sao mà nghe, nói à cũng được. Nhưng mà mai có người cổng, nói giờ chạy.